Cái nhu cầu nước của con người là rất là lớn, mà nếu như mình sử dụng nó đúng thì cũng có đạt được cái chất lượng cuộc sống cho mình. Tuy nhiên nếu mà nó có bị ô nhiễm thì rất nhanh gây ra những cái bệnh liên quan đến tiêu hóa rồi các cái bộ phận khác trong cơ thể. Theo chị biết thì cái nguồn nước ở Hà Nội thì nó cũng không được sạch sẽ và an toàn bảo đảm 100%, nên là cái việc mà dùng nước nó mình tiêu thụ trực tiếp vào trong cơ thể mình ấy, nó cũng như là đồ ăn ấy, thì chị nghĩ là nó rất là quan trọng để đảm bảo, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bản thân cũng như các thành viên trong gia đình. Chính vì thế mà chị quyết định sử dụng máy lọc nước. Khi mà mình sử dụng cái nguồn nước bình thường ấy để trong cho gia đình ấy, thì chắc chắn là nó sẽ không đảm bảo. Thứ hai nữa là vì là thời gian vừa rồi thì vợ anh cũng có mang bầu, và thì anh lại càng phải quan tâm hơn đến cái vấn đề là cái chất lượng của nguồn nước. Một năm trở lại đây thì thấy rằng các cái chung cư mọc lên rồi, thì các cái đơn vị thi công công nhân sửa chữa họ cũng nói rằng là trong quá trình lắp đặt thì nó cũng có những cái bất thường, rò rỉ hoặc là như là bị xâm nhập các cái nguồn nước bẩn nó vào đây. Mặc dù là bên chủ đầu tư có cung cấp cái kiểm định chất lượng ấy, thế nhưng mà chị vẫn muốn là có một cái mình sử dụng các máy lọc nước thì nó sẽ yên tâm hơn, bởi vì thực tế là khi mà đun nước mà không qua máy lọc ấy thì nó có rất là nhiều cái cặn canxi nó bám vào trong ấm ấy. Ở Việt Nam thì như chúng ta đã biết thì rất là nhiều các cái hãng lọc nước cho gia đình, nhưng mà đối với gia đình chúng tôi thì cũng có tham khảo một số các cái hãng, thì cũng thấy rằng là cái hãng Aerosmith này nó khá là lâu trên thế giới, và ở Việt Nam thì cũng mới xuất hiện, nhưng mà đảm bảo được cái chất lượng thông qua những cái thông tin bề ngoài ấy, thì nó rất là nhỏ gọn, phù hợp với cả cái không gian bếp rất là chặt của nhà anh. Cái tính năng mà chị cảm thấy hài lòng nhất đấy là báo để mình có thể biết được là khi nào thì đã đến lúc mình cần thay cái lõi lọc nước. Ngoài cái chất lượng của máy rồi ấy, thì anh cũng thấy là rất là hài lòng về cái chăm sóc của bên hãng, kể cả nhân viên liên lạc và gặp gỡ thì rất là nhiệt tình, kể cả nhân viên lắp đặt. Thực sự là chị rất là yên tâm, bởi vì ngay sau khi lắp đặt thì các kỹ thuật viên đều đã dùng các cái máy thử để thử cho chị cái chất lượng nước và cái sự tinh khiết của nước qua thông qua các cái chỉ số, thì chị thấy là nó giảm đi rất là đáng kể và chị yên tâm để uống trực tiếp. Đấy, từ khi mà dùng máy lọc nước thì mình kiểm tra mình thấy rõ ràng cái kết quả là nó không còn cái cặn vôi bám trong ấm nữa, và cả cái nước nó sạch hơn, nó trong hơn. Mình cũng không phải là những nhà khoa học hoặc là để thường xuyên theo dõi hoặc là đi thử nghiệm được, cho nên chính vì thế là có một cái sản phẩm trên thị trường như là Aerosmith này thì chúng tôi rất là yên tâm lắp đặt được trong gia đình. Máy lọc nước Aerosmith thương hiệu Mỹ, danh tiếng hơn 140 năm kinh nghiệm.